Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh đường của bài Mobile Việt. Và trong clip mình sẽ chơi vị tướng Ryu không Team, một vị tướng mà anh em yêu cầu mình làm rất nhiều trong những ngày vừa qua. Ryu có thay đổi gì trong phiên bản mới, trang bị Ryu như thế nào và bảo ngọc sẽ làm sao, thì các bạn cùng theo dõi video clip nha. Đầu tiên chúng ta thường bắt đầu từ cái đầu tiên rồi. Ryu thay đổi như thế nào trong phiên bản beta 16? Nó có 3 điểm chú ý, các bạn cùng lắng nghe nhé. Đầu tiên chính là vấn đề công lý cơ bản của Ryu ở thời điểm level 1, tăng từ 163 thành 178, như vậy sẽ tăng 15 điểm công lý, tương đương 15 sát thương vật lý anh em ơi. Thực sự là đây là sự tăng trưởng về không liên quan nhiều đến sức mạnh của Ryu. Nó chỉ tăng thêm cho các bạn hơn 10 đam thôi. Đó. Nhưng mà cái sự tăng trưởng công lý của Ryu bị giảm đi từ 13 thành 11. Đó, như vậy late game thì công lý của Ryu trong phiên bản hiện tại lớn hơn công lý trong phiên bản beta 16. Nghĩa là nó chỉ khiến anh em farm đầu game tốt hơn thôi. Đấy, rất tuyệt vời. Con này đầu game farm mình thấy tốc độ farm rất là ok rồi, khi mà mình kết hợp cái nội tại bão tố thích hợp. Chúng ta cần phải sử dụng kỹ năng kích hoạt bão tố rồi dùng phong độ nhảy ném chiêu phong đao. Kích hoạt bão tố rồi đánh thường sẽ farm nhanh hơn nhá. Ok, và chắc chắn Ari lên bảng đêm số. Ôi, choáng mình thì mình dùng chiêu cổ luôn, chiến công đầu. Đó là sự thay đổi thứ nhất của Ryu, tăng chút công lý ở thời điểm level 1. Và thay đổi thứ hai của Ryu chính là việc tăng thêm một chút sát thương phép khi đánh thường lên quái và lính. Tầm 10 điểm anh em ơi, sau mình kiểm nghiệm thì tầm 10 điểm. Như vậy ở thời điểm level 1 trong phiên bản mới, Ryu sẽ có tầm hơn 20 sát thương so với phiên bản hiện tại. Khiến việc Ryu đánh lên tướng và đánh lên quái rừng nhanh hơn. Đó, khiến Ryu tiến vào late nhanh hơn. Thực sự là những thay đổi tích cực khiến anh em chơi Ryu nhiều hơn. Ok, và sự thay đổi thứ ba ở vị tướng Ryu, một sự thay đổi mà rất nhiều anh em mong chờ khi các bạn sử dụng chiêu cuối. Nó hay nhảy linh ta linh tinh, nhảy nhiều mục tiêu và anh em không khóa được mục tiêu một cách dễ dàng khi tướng địch đứng khá là gần nhau. Chính như vậy trong phiên bản mới sẽ thay đổi về việc lọc mục tiêu khi sử dụng chiêu cuối. Tầm lọc mục tiêu của hiện tại là 6m, trong phiên bản mới chỉ còn 4m thôi. Nhưng là những vật tiêu đứng sát gần nhau thì mới khiến Ryu nhảy linh tinh. Còn đứng xa một chút thì Ryu sẽ tập trung vào một mục tiêu. Như vậy thì các bạn sẽ dồn được nhiều sát thương hơn lên một mục tiêu. Đây là điều rất nhiều anh em mong chờ nha. Ok, và trở lại trận đấu thì tất nhiên chúng ta phải ăn rồng thôi. Khi mà dừng team bạn chưa có ăn bùa đỏ. Và khi bạn ấy ăn bùa đỏ ra xong thì có lẽ là bị phát hiện rồi, luyện ngục thẳng mặt kìa. Ok, thanh niên còn chưa ăn bùa đỏ. Sau khi dùng chiêu cuối mình đánh thường có phong độ mà nhảy qua tường thì là không bắt được mình nha. Ok, Timmy cũng chạy được. Một pha ăn rồng mà team không hỗ trợ thành ra khá nguy hiểm. Ok, bạn Hên chết rồi. Ở trang bị của Ryu thì các bạn theo dõi bên dưới nhé. Còn bằng ngọc Ryu thì các bạn dùng như sau. Ngọc đỏ chính là công phép và xuyên giáp phép màu tím. Công phép và hút máu phép, và ngọc lục là tốc đánh và xuyên giáp phép. Đó là bằng ngọc cho vị tướng Ryu, khiến các bạn nhanh tiến vào late hơn và đầu game đánh cũng rất là thấm. Ok, thì bạn tập trung rất nhiều người ra đẩy trụ đường giữa. Cái trụ rất là quan trọng. Đó, phải bảo vệ cái trụ đánh như vậy. Ok, chiêu cổ luôn. Thanh niên không chạy được. Ham hố cái trụ chắc là còn một tí nữa thôi là trụ tìm mình mất. Không ngờ là không phá được trụ lại còn bỏ lại một mạng. Cá đen cho thanh niên này đi. Ryu đi rừng mình thấy vẫn còn rất mạnh em ơi. Con này mạnh ở cái điểm đó là sốc sát thương tốt. Chuyên gia khắc tinh những vị tướng sát thủ như Lacrosse hay Murat, nó có thể khóa là bắt rất là dễ dàng với chiêu cuối phong 3. Ok, phong 3 trong phiên bản mới đã tự tăng sức mạnh như vậy thì mình nghĩ là sẽ đánh Ryu tốt hơn. Và Ryu trong phiên bản mới các bạn chắc chắn sẽ sử dụng nhiều hơn rồi. Vừa farm nhanh hơn này, vừa chiêu cuối có lợi hơn. Quá một mục tiêu nó dễ dàng hơn. Đó là điều anh em rất mong chờ. Nhiều các bạn hỏi mình là làm thế nào mà dùng chiêu cuối nó chỉ khóa một mục tiêu, nó không nhảy linh tinh. Cái này cũng rất là khó, bởi vì nó sẽ chọn mục tiêu random. Đó, nó ưu tiên những vị tướng thôi, chứ không thể khóa được một mục tiêu.
Tớ địch đứng sát nhau quá thì cũng rất là khó khóa anh em ơi. Đứng xa thì mình có thể sử dụng chiêu cuối dễ dàng hơn. Ok, team bạn rất đông đuổi team mi và chắc chắn sẽ chết với team mình pha này khi mà có cả Skirt và chiêu cuối phong 3. Rồi, chạy đầu mà lóc, chỉ còn mỗi bạn là Predata thôi, nhưng Predata chắc chắn chết nốt. Đường cùng rồi. tiếp tục ăn con rồng tiếp theo cho team. Nói chung là khi các bạn đi rừng thì cố gắng có cơ hội ăn rồng thì các bạn cố gắng ăn nhé. Con rồng này sẽ quyết định rất nhiều về việc cấp cho đồng đội, việc kinh nghiệm cho đồng đội. Nên là con rồng đầu tiên sẽ khiến team lên level 4 sớm hơn. Mà ở mức danh cao ấy, thì việc đồng đội bạn khỏe hơn thì khiến tỷ lệ thắng cao hơn rất nhiều, không giống như là danh thấp. Mình thấy con Zeal bây giờ farm rất nhanh rồi, trong phiên bản mới lại tăng sức mạnh như thế này, farm lại nhanh hơn nữa. Farm thì chúng ta cứ ném chiêu 1 nhảy chiêu 2 rồi đánh thường tiếp tục nhảy chiêu 2 sang bãi khác. Rất là nhanh. Con Zeal này cũng là một vị tướng phá trụ siêu nhanh khi mà các bạn đánh thường, dùng kỹ năng sát trong đánh thường. Đó. Nó có thêm sát tương phép từ cái nội tại của gươm Loki và gươm tận thế. Hai món đồ này có thể cộng dồn nha anh em ơi. Thường thì Zeal mình trong trận tổng sẽ cấu rỉa bằng cái chiêu 1 trước. Khi mình cấu rỉa ở chiêu 1 bay đi bay về Halia thì mình nhảy chiêu 2 sau đánh thường, dùng chiêu cuối tiếp tục đánh thường và tiếp tục dùng chiêu 2 có thể truy sát hoặc bỏ chạy vô cùng dễ dàng. Trong giao tranh Zeal là mình tướng mình nghĩ là khá là cơ động trong giao tranh. Nó với phong độ liên tục và chiêu cuối phong 3 có thể né sát thương. Đợi chờ đây xem có đồng đội có con bò đạc nào không. Rất tiếc là team bạn đang tập trung hết ở giữa và ở dưới rồi. Đây cơ hội rất lớn để team mình đẩy trụ ở phía trên. Đấy các bạn thêm cộng 800 sát thương phép khi đánh lên trụ. Cái này trụ rất nhanh nát. Tiếp tục nha, dùng chiêu 1 đánh thường một phát 800 đát sát phép. Tiếp tục nhảy chiêu 2 800 phá trụ siêu nhanh. Chỉ cần mấy giây team bạn lơ là chút xíu thô là sai. Nó không giống như danh thấp. Danh cao thì chỉ sai một chút về di chuyển đấy khiến là mất trụ. Mất trụ bậc thềm thì nó quá nguy hiểm rồi. Một đường lính siêu cấp quá dễ dàng cộng thêm một cái trụ thứ hai đường giữa. Các bạn phải chớp thời cơ thật nhanh khi đánh game chiến thuật MOBA lên của mobile nhé. Với cái thay đổi này chắc chắn những bạn bet Zeal thì sẽ chơi lại Zeal nhiều hơn. Hiện tại thì anh em chơi Zeal các bạn cảm thấy là không ok so với những phiên bản mà Zeal trước. Phiên bản này mình thấy rất ít bạn chơi Zeal. Có thể là mình đánh ít mà không biết là nhiều bạn còn chơi Zeal, nhưng mình thấy là trong đầu danh hạng cao ít Zeal lắm. Bây giờ anh em toàn pick đi đường giữa thì các bạn toàn chơi Chrissy rồi, những vị tướng như Alistair vân vân thôi. Đấy. ấy làm sao bắt được mình. Và thậm chí còn chết ngược cơ anh em ơi. Rồi, ai đi cố truy sát Van Hên, mà sau khi truy sát Van Hên thì chắc chắn lên bản số. Lại là một cái cơ hội tốt cho team mình đẩy thẳng trụ này và có thể là kết thúc trận đấu luôn. Khi mà team bạn chỉ còn một người thôi. Còn một Maloc thôi. Luyện ngục ra. Luyện ngục ra thì ăn ngay phong 3 vào mặt và chắc chắn là sấp mặt anh em ơi. Ok, đẩy thẳng luôn khi còn một cái xe. Vậy thì có một người tăng đam.
Để mà một người không chịu sát thương thì không thể phá trụ pha này thành công. Ok, như vậy trận đấu kết thúc rồi em ơi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được profile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.